ăn ăn Tết ở nhà nội trước là lý do vì thích, phải thích. Mình thích như vậy thì mình làm như vậy thôi. À, thực ra thì cái đó cũng không là vấn đề, vì đôi khi á có những gia đình mà chị em phụ nữ lấy chồng rồi ở riêng, như ngày hôm nay là chúng ta thấy là cũng khá là phổ biến. À, chứ còn ngày xưa sẽ là tam tứ đại đồng đường cùng sống chung một ngôi nhà. Đôi khi lấy chồng về là vợ sẽ đi làm dâu, rồi sống trong gia đình có rất là nhiều cái thế hệ trong đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng có cái sự khác biệt, cũng vì xã hội, vì cái tư tưởng cũng phát triển, hay là cũng đôi khi vì công việc nữa. Nhưng mà Mai vẫn đồng ý rằng á, chị em phụ nữ trong cái dịp Tết cũng luôn có cái sự vất vả mà đôi khi cũng không ai thấy. Đôi khi mọi người chỉ thấy à, trong gia đình là có năm hũ kiệu, hay có mấy cái bánh chưng, hay là có giò chả gì đấy. Nhưng mà cũng y chang có số như vậy mà phụ nữ cũng đã chu toàn lo cho bên ngoại, lo cho bố mẹ mình, vì nghĩ rằng à, mình lớn lên mình cũng chưa kịp chăm sóc cho bố mẹ mình, mình cũng chưa kịp báo hiếu mà mình đã đi lấy chồng rồi, cuối cùng bố mẹ ở nhà thu thủ không ai lo. Thế là cũng đau đáu, là cũng cố gắng làm thêm. Thì để mới nói được rằng ở đây á là phụ nữ thường vẫn nói gì thì nói, vì cái tình cảm mà luôn luôn là chu toàn cho hai bên nội ngoại. Và nếu làm tròn những điều đó thì quả là rất là áp lực với phụ nữ. Nhưng mà thôi cũng phải cố lên.